Những khoảnh khắc ngọt hơn mật của cặp đôi hot nhất phim chung 2021, ai xem cũng phát cuồng. Không phải tự nhiên mà Dương Dương và Địch Niệm Nhiệt Ba bỗng trở thành cặp đôi hot nhất màn ảnh xứ Trung trong mùa hè năm nay. Thời gian vừa qua, làng giải trí xứ Trung liên tục cho ra mắt những bộ phim truyền hình mang chủ đề tình yêu và được đông đảo khán giả trẻ đón nhận. Trong số đó phải kể đến tác phẩm Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do hai diễn viên Dương Dương, Địch Niệm Nhiệt Ba đóng chính. Ngay từ những tập đầu tiên, bộ đôi kiêu hãnh đã thu nạp một lượng lớn fan cuồng, ngày đêm chầu trực đợi nam nữ chính diễn cảnh thân mật. Chính vì lý do này, Dương Dương, Địch Niệm Nhiệt Ba đã trở thành cặp đôi màn ảnh hoa ngữ được săn đón nhiệt tình nhất. Điều gì ở họ đã khiến khán giả theo dõi phim phát cuồng tới vậy? Trong 14 tập đầu tiên, nữ chính Kiều Tinh Tinh có nhờ nam chính phu đồ đến dạy mình chơi game. Lịch làm việc của thầy Vu tương đối bận rộn, phải cày game từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối cùng minh tinh họ Kiều. Thế là hai người bắt đầu quá trình cưa cẩm qua ánh mắt như vậy đó. Cảnh ôm từ đằng sau rất tình của Dương Dương và Địch Niệm Nhiệt Ba, chẳng trách mà fan của phim nghiện đôi này tới vậy. Cảnh hôn, còn cả đám cưới nữa nhìn nhau tình thế này, muốn kìm lòng không ghép cặp cũng khó. Nào chỉ trong phim mới mập mờ, cặp đôi Dương Dương, Địch Niệm Nhiệt Ba còn khiến khán giả mất ăn mất ngủ vì những hành động thân mật phía sau cánh gà nữa cơ. Diễn tập mà ánh mắt Địch Niệm Nhiệt Ba lại si mê Dương Dương thế này, âu cũng nhập vai quá rồi. Dương Dương nhẹ nhàng gạt tóc Nhiệt Ba, chụp ảnh poster phim thôi mà, có cần bán điện đến mức này hay không? Một góc chụp khác của cặp đôi, Dương Dương, Địch Niệm Nhiệt Ba không chỉ phối hợp nhuần nhuyễn, cười cũng rất ngọt ngào. Nếu xem tất cả clip hậu trường, mọi người sẽ để ý thấy Dương Dương luôn chủ động nắm tay Nhiệt Ba. Và có những lúc trêu đùa bạn gái màn ảnh thế này đây. Muôn vàn sắc thái chốn hậu trường của cặp đôi Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, đáng yêu lại tình cảm như thế này, bảo sao người ta cứ thích gán ghép. Trong một số chương trình thực tế trước đây, và đàn anh thường than thở là bế Địch Niệm Nhiệt Ba thấy cô ấy rất nặng, còn Dương Dương nhà chúng ta thì như không, ha ha, làm Nhiệt Ba ngại quá rồi. Không những vậy, Dương Dương còn rất chu đáo. Khi hai người cùng quay ngoại cảnh trên sa mạc, anh chàng núp thì chủ động đưa tay chắn cát cho Nhiệt Ba, núp thì che nắng cho bạn gái. Hình ảnh trong họp báo quảng bá phim và khi tham gia chương trình Happy Camp, các fan vừa có một đêm mất ngủ vì mải xem đi xem lại cảnh tương tác giữa Dương Dương và Nhiệt Ba. Dương Dương sinh ngày 9 tháng 9 năm 1991, là một trong những nam diễn viên trẻ đang được săn bón nhất showbiz. Anh từng góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Vũ Động Càn Khôn, Thiểu Nữ Toàn Phong. Còn Địch Niệm Nhiệt Ba sinh năm 1992, cô cũng rất được giới truyền thông xứ Trung săn đón cũng như từng tham gia vào những bộ phim thu hút được đông đảo người xem như Người Tình Kim Cương, Liệt Hỏa Như Ca, Trường Ca Hành. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh là bộ phim đầu tiên Dương Dương và Địch Niệm Nhiệt Ba hợp tác cùng nhau. Tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả trẻ bởi nội dung nhẹ nhàng ngọt ngào cùng màn phối hợp diễn xuất khá ăn ý giữa hai diễn viên chính. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!